Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói tới một cái clip khá là khoa học, đó là cái tác dụng của một thứ đối với cá kiển, tép và kể cả những sinh vật sống ví dụ như san hô trong hồ. Đó là cái này các bạn. Các bạn có thấy nó quen thuộc không? Đó, đó là cái trái tỏi các bạn. Đây là cái trái tỏi nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ nói về tác dụng của tỏi đối với cá, đối với tép và đối với những cái động vật không xương sống khác. Đó, thì bây giờ trái tỏi thì các bạn nào cũng biết rồi ha. Thì bây giờ mình không có nâng như thế này nữa, mình để cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ nói tỏi á, nó từ trong nhân gian của chúng ta thì chúng ta cũng thường hay nghe đó, từ lâu nó đã được người ta tin rằng nó có một cái đặc tính y học. Nghiên cứu lâm sàng người ta cho thấy rằng á, trong tỏi nó có những cái hợp chất gọi là hợp chất là acetylene các bạn. Chất này nó sẽ được hình thành kết hợp với các acid amin acetylene với enzyme acetonase xảy ra trong tỏi khi bị tác động bằng vật lý, bằng cách là các bạn là đâm tỏi nè, nghiền tỏi nè, chế biến nè, cắn chắc á, tức là khi mà tỏi nó bị tác động vật lý vô á, thì nó sẽ tiết ra và nó tạo ra một cái chất đó. Thì trong cái chất này nó có tác dụng là ức chế cái sự sinh trưởng của các vi khuẩn gây bệnh các bạn, vi khuẩn gây bệnh, và cái tác dụng của nó bằng 1/5 lần so với những cái thuốc kháng sinh mạnh, đó là penicillin. Nó gấp 1/5 lần thuốc kháng sinh mạnh penicillin và nó gấp 1/10 tetracycline. Do đó là ở một cái mức độ là nó có khả năng người ta không sử dụng khả năng là tiêu diệt, nhưng mà người ta sử dụng khả năng là ức chế, tại vì nó phải mạnh như penicillin và tetracycline nó mới có khả năng tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh. Còn cái này nó chỉ ức chế, có nghĩa là sao, nó không được xem là một phương pháp chữa bệnh, nhưng nó có thể được xem là một cái phương pháp hỗ trợ chữa bệnh, bởi vì nó ngăn chặn cái sự phát triển của vi sinh vật mới trong quá trình các bạn có thể là đợi thuốc hoặc là các bạn chữa bệnh các bạn kết hợp. Đó là cái chất này nó giúp cho các bạn, nó giúp cho cá khi mà nó dậy á, thì khi mà tỏi á, nó được đưa vào qua cái đường miệng đường ruột á, thì nó giúp cho trị được bệnh sán nè, bệnh rung kim nè, các bệnh về nấm khi mà các bạn trộn thức ăn và cho cá tép nó ăn, nó sẽ giúp được cái điều đó. Đối với một bể cá san hô, người ta còn hưởng lợi bằng cách là người ta nhỏ trực tiếp vô trong bể để cho san hô hấp thụ, thì nó sẽ có một cái sản phẩm chiên cho những cái cá biển cho san hô, thì nó mới làm được cái chuyện mà nó hấp thụ qua san hô. Còn hầu hết là những cái sản phẩm khác thì nó sẽ không có cái, khi mà nó vô nước thì nó đã bị phân hủy rồi các bạn, chưa kịp hấp thụ là nó bị phân hủy rồi. Tiếp nè, cái cơ chế tác động của acetylin nó sẽ gây ức chế cái quá trình tổng hợp protein DNA nè, hoặc là ARN nè các bạn, để mà làm chậm cái quá trình sinh trưởng của vi sinh vật. Tức là khi mà nó làm vậy thì mình như mình nói là nó ức chế, cái chất này nó sẽ bị ức chế. Và nghiên cứu thì người ta thấy rằng cái chất acetylin này nó không ổn định và nó có tuổi thọ rất ngắn, và nó bắt đầu phân hủy ngay sau khi nó vừa được hình thành. Tức là cái thời gian của nó là tính bằng giây chứ không có tính bằng phút nha các bạn nha. Tức là khi mà các bạn tác động vật lý như thế này thì bắt buộc là như là viên tỏi thế này, mình cắt ra bỏ vô họng ăn luôn. Thì thành ra tỏi người ta nói là ăn sống thì nó tốt hơn là khi mà các bạn xào nấu chín. Tại vì khi xào nấu chín là các bạn vừa cắt, các bạn vừa băm ra thì tỏi này nó đã bị phân hủy cái chất đó rồi. Thì như cái chất đó là nó không có còn tác dụng nữa. Do đó là mình bỏ vô mình ăn liền, chứ không là tại vì cái chất này nó rất thiếu ổn định, tuổi thọ nó rất là ngắn. Do đó là nếu mà các bạn nào mà đi chơi cá gì á, mà cái thời mà xưa cách đây mười mấy năm á, thì trong những cái cuốn tạp chí cá kiểm của mình á, cách đây mười mấy năm mình vẫn còn có những cái bài đó. Tức là người ta bào chế thức ăn cho cá dĩa, người ta kêu mình đâm tỏi bỏ vô. Thì cái phương pháp đâm tỏi bỏ vô này á, là nó có tác dụng khi mà các bạn đâm tỏi bỏ vô các bạn cho cá ăn liền. Chứ mà các bạn để tủ lạnh là xong phim, nó cũng không thể nào mà nó bảo quản được cái chất này ở nhiệt độ thấp được. Do đó là cái chất này nó đã phân hủy rồi. Tại cái thằng này là một cái dạng acid amin protein mà các bạn gọi là acid amin acetylene. Thì cái thằng này nó lại phân hủy khá là nhanh. Thì cái việc mà cho ăn cái lúc mà mình thấy bào chế thức ăn như vậy là nó không hiệu quả. Tại vì cái thời đó cái công nghệ nó còn thấp. Do đó là khi mà người ta hướng dẫn, hoặc thậm chí bây giờ các bạn lên các bạn xem những cái bài viết mà về mà bào chế thức ăn cho cá thủy sản á, cho những cái cá này cá kia mà thủy sản cá ăn á, người ta cũng yêu cầu đó là đập tỏi bỏ vô. Thì cái việc đập tỏi bỏ vô thì nó cũng chỉ có tác dụng cho ngày hôm đó, mà thường thì thủy sản thì nó như thế này các bạn, người ta bào chế một lượng là 2-3 kg, người ta tạt hết cái ao cho cá ăn, xong ngày hôm sau người ta bào chế tiếp. Còn cá kiển mình nuôi nó rất là ít, lý do nó ít cho nên là thức ăn mình bào chế một lần là hầu hết mình sẽ để dành tủ lạnh được từ 1-2 tuần đó, từ 1-2 tuần để mà mình bảo quản. Thì cái việc mà các bạn trộn tỏi như thế này các bạn bảo quản 1-2 tuần tủ lạnh nó không có tác dụng, tại vì nó đã phân hủy rồi các bạn. Do đó đó, khi mà người ta bào chế những cái acetylene này nè,
thì những cái hãng á, nó phát hiện ra rằng là khi trộn với một lượng dẫn xuất vitamin C, các bạn lưu ý cho mình dùng từ là dẫn xuất nha, chứ mình không nói là vitamin C nha. Dẫn xuất vitamin C là một hợp chất nó sẽ trở thành vitamin C á. Thì cái thằng này nó có cái tác dụng là nó bảo quản được cái acid amin acylin ở trong tỏi này vô thời hạn và không cần bảo quản lạnh luôn các bạn. Tức là với nhiệt độ phòng bình thường, nó cái chất này nó có thể giúp cho acylin tồn tại ở dạng không thể phân hủy ngay cả nhiệt độ phòng và không có thời hạn sử dụng luôn. Trừ khi nào các bạn tác động mà nhiệt độ nó quá cao mà nó lên trên 45, 5, 60 độ C thì đương nhiên là công chuyện nó khác. Hoặc là các bạn châm chất này vô kia thì cái đó là cái do các bạn tác động khác vô. Chứ mà các bạn mà để trong một cái chai của hãng bình thường các bạn để đó thì nó sẽ không có bị gì hết. Thì một số hãng mà nó sử dụng như vậy thì hầu hết là những hãng Mỹ, bởi vì dẫn xuất vitamin C nó mắc chứ nó không có rẻ các bạn. Các bạn cứ lên sợ thì các bạn biết là dẫn xuất vitamin C á, thường á người ta hay nói là người ta hay nghĩ rằng á đó là khi mà người ta sử dụng dẫn xuất vitamin C cho da mặt nó rất là đẹp, chứ không có ai mà sử dụng nhiễu vitamin C trực tiếp lên da mặt, nó không có hấp thụ được. Thì những cái mỹ phẩm cao cấp người ta xài dẫn xuất vitamin C, nếu các bạn nào mà có người thân hay là có mình trực tiếp mà làm ở trong cái ngành mỹ phẩm á, thì mình sẽ biết được cái điều này. Mình sẽ chăm sóc da mặt, mình sẽ biết được cái điều này, đó là da mặt nó xài dẫn xuất vitamin C không à. Mà dẫn xuất vitamin C nó mắc hơn là vitamin C bình thường. Một ống vitamin C các bạn ra ngoài tiệm thuốc tây không bao nhiêu hết, nhưng mà các bạn thử mua serum dẫn xuất vitamin C đi, nó rất là mắc. Nó mắc hơn gấp 5-60 lần luôn á. Một chai nhỏ xíu như thế này là nó đã 5-600 ngàn tới cả triệu. Còn trong khi một ống vitamin C nó bự lên gấp 3 lần mà nó chỉ có giữ lắm là nó 4 mấy ngàn là hết ra. Cho nên là các bạn thấy á, đó là cái việc mà người ta sử dụng một cái chất bảo quản nó mắc tiền, nhưng mà nó ưu việt một cái là nó giúp bảo quản được cái thành phần này trong tỏi. Và thứ hai nữa, khi mà cá nó sử dụng những cái sản phẩm đó thì nó vô tình nó hấp thụ được cả vitamin C luôn. Tức là một công mà đôi chuyện các bạn đó, một công và đôi chuyện. Và những cái sản phẩm đó hiện tại trên thị trường đó thì có cái Seachem Galis Guard, thì nó là cái sản phẩm mà nó được bổ sung dẫn xuất vitamin C để mà nó bảo quản cái acylin ở trong tỏi. Thì vô tình nó vừa cung cấp được acylin mà nó vô tình nó cung cấp được luôn cả vitamin C. Và cái thằng này nó y như mình nói là nó không có thời hạn sử dụng ở nhiệt độ phòng thường. Đó, nó không có thời hạn sử dụng. Là thằng này các bạn, Seachem Galis Guard, thì tuần sau mình sẽ có một clip riêng nói về sản phẩm này. Hôm nay thì clip này nó nói về cái clip khoa học này, nó chỉ nói về cái tác dụng của tỏi để cho các bạn hiểu rõ hơn thôi. Đó, trong một cái hồ thủy sinh á, thì cái việc mà sử dụng tỏi á, thường liên quan đến cái việc mà cải thiện sức khỏe của cá và tép, và đặc biệt là trong những cái hệ thống mà gặp khó khăn ký sinh trùng bên trong cơ thể. Thì các bạn biết không, thuốc đa phần là nó trị ngoài da, chứ những cái thuốc mà hấp thụ qua đường ăn đường uống thì rất là ít. Thì cái việc mà các bạn bổ sung tỏi này vô thêm á, nó sẽ gây ức chế sinh trưởng, thì nó sẽ không có cơ hội để mà con cá các bạn nó tăng sức đề kháng và nó chống chọi lại bệnh tật tốt hơn. Và thứ hai nữa đó là vitamin C nó tăng sức đề kháng cho cá nữa. Vitamin C nó tăng sức đề kháng thì cái này khỏi nói, nhiều bạn biết quá rồi. Trong cái giai đoạn Covid chúng ta vừa trải qua thì các bạn biết là uống C uống cam nhiều là các bạn biết rồi. Đó, thì cái đó là nó một công mà nó nhiều việc. Và các bạn biết là trong cái acylin này nè, nó ngoài ra nó còn có một cái nữa, đó là tỏi. Các bạn nghe cái mùi nó rất là hấp dẫn. Cái mùi các bạn thấy mà nấu ăn mà chiên xào ngay mùi tỏi lên, cơm chiên mà xào tỏi lên một cái là các bạn thấy thơm phức, các bạn rất là thích. Thì con cá nó cũng y như là những cái động vật khác, thì nó cũng bị thu hút bởi cái mùi tỏi và nó sẽ thích ăn. Nó có một cái sự kích thích, nó có một sự kích thích mà để giúp cho nó ăn. Cho nên cái việc các bạn bổ sung tỏi vô trong đồ ăn đó, nó còn chống lại cái sự biến ăn của con cá và nó kích thích con cá nó ăn nhiều hơn, nó tiếp thu thức ăn nhiều hơn. Vậy là cái công dụng thứ ba nữa là chúng ta thấy là kích thích cái sự thèm ăn của cá. Công dụng thứ nhất là hỗ trợ chữa bệnh ký sinh trùng bên trong, cái thứ hai nữa là hỗ trợ chữa bệnh ký sinh trùng bên trong và tăng sức đề kháng, và cái thứ hai nữa là tăng màu cho cá, bởi vì trong đó nó có hỗ trợ vitamin C. Và cái thứ ba nữa là gì, là nó kích thích cá ăn, chống lợi cá biến ăn. Cho nên nó tỏi đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy cá tép nó mạnh dạn kiếm ăn hơn, đặc biệt với một cái hệ thống bể mà mới du nhập vô, tức là một môi trường mới khi mới thả cá đó. Hả? Và cái điều này thường được bổ sung qua đường ăn uống. Đối với cá tép thì nói chung là nên được bổ sung qua đường ăn uống, là các bạn phải nên trộn những cái, ví dụ như cái Seachem Galis Guard vô đó, để mà các bạn cho cá ăn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn đối với những động vật không sinh sống của san hô thì nó sẽ thường là nó sẽ áp dụng với cái phương pháp là hấp thụ trực tiếp. Thì cái thường mà cái liều lượng hấp thụ trực tiếp đó, đối với hầu hết các sản phẩm trên thị trường hiện nay chỉ có sản phẩm Mỹ thôi nha, đó, thì nó là khoảng 2,5 ml cho 200 lít nước, thì nó cũng khá là ít cho các bạn. Sản phẩm này nó cũng không có đắt lắm.
Đó thì đó là gần như là hết cái clip của mình. Thì bây giờ ở đây các bạn sẽ thấy là sau khi clip này có nhiều bạn nó đi mua một cái số sản phẩm nó trôi nổi trên thị trường mà của điển hình là của Trung Quốc, của Việt Nam nha. Mình xui với các bạn nha, những cái sản phẩm đó bảo đảm nó không ổn định và cũng không biết nó có cái gì trong đó hết. Các bạn xem kỹ coi nó có dẫn xuất vitamin C không, hay là nó lấy vitamin C nó trực tiếp. Vitamin C không bảo quản được tỏi nha các bạn nha, đó, phải là dẫn xuất vitamin C mới đúng đó. Bởi vì vitamin C nó cũng rất là kém bền, vitamin C nó rất là kém bền và nó dễ bị biến chất phân hủy, một chất dễ bị biến chất phân hủy để dùng để bảo quản một chất dễ bị biến chất phân hủy. Thì các bạn thấy nó có hợp lý không? Thật ra nó không có hợp lý. Do đó là mình thấy có nhiều sản phẩm trên thị trường mà làm cho gà, cho vịt nè trộn vô mấy cái chai tỏi, chai nào chai nấy thì tính bằng lít đó, nó giống như chai nước suối, bự hơn chai nước suối nữa đó. Thì những cái chai đó thì mình không biết hiệu quả nó như thế nào, tại mình cũng không có tin tưởng. Và đặc biệt là mua hàng của có FDA nó chứng nhận, nó sẽ đảm bảo hơn, nó sẽ đảm bảo hơn và giá thành của nó cũng không có cao để mà mức độ mà mình phải đi mua những cái chai kia ở ngoài, giá thành nó không cao và xài nó rất là lâu các bạn, nó xài nó rất là lâu đó. Thì đó cho các bạn biết là tỏi thì nó có ba cái tác dụng chủ yếu như vậy, đó là ức chế tăng sức đề kháng, thứ hai là tăng màu, thứ ba là kích thích cá ăn ăn nhiều hơn đó. Và cái việc mà các bạn, nếu mà các bạn sử dụng tỏi tươi á, thì các bạn muốn sử dụng tỏi tươi để mà trộn vô cho đồ ăn cho cá đó thì cũng được, nhưng mà các bạn lưu ý nha, mình bỏ một ít thôi bởi vì nó rất là hôi nha các bạn nha, nó hôi quá nhiều khi nó lại phản tác dụng, không, đặc biệt không băm tỏi, đập ép tỏi bỏ vô trực tiếp vô trong hồ nha, bởi vì nó sẽ phân hủy và nó gây một cái mùi cực kỳ khó chịu và nước nó sẽ đục. À, còn nếu mà bạn nào mà kiểu như muốn sử dụng ép tỏi, ép ra một nước ít nhỏ một hai giọt vô trong đồ ăn là cho ăn ngày hôm đó thôi bỏ, chứ cũng không có bảo quản được, tại vì thằng này là nó bị kém bền và nó phân hủy liền. Đó, đó là như vậy. Còn nếu mà các bạn nào xài sản phẩm của hãng thì nó vẫn tốt hơn. Rồi thì clip tiếp theo thì mình sẽ nói về cái sản phẩm đó cho các bạn cụ thể hơn. Hôm nay là chỉ cho các bạn thấy tổng quan bởi về cái tác dụng và cái lợi ích của tỏi đối với sử dụng ở trong cái bể cá, bể tép thì thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.